Xin chào cả nhà nha, lại là Trinh đây. Thì ở video này Trinh sẽ mang đến cả nhà về dòng xe tay ga hiện tại đang hot tại cửa hàng Minh Trinh. Đó chính là ba dòng AB này, rồi Vario 125 với lại là Vision nha cả nhà. Hiện tại thì ba em xe này á là dòng xe tay ga là bên Trinh bán chạy nhất nha. Thì đầu tiên là bản AB 125 ha. AB 125 hiện tại ở showroom thì bên Trinh có trưng ba màu. Đó là màu sơn 3D ha, bên Trinh up lên á. Tại vì đối với dòng AB 125 thì màu zin nó khá là giới hạn, là chỉ có ba màu là màu đen, màu xanh và màu đỏ thôi. Thì bên Trinh sẽ lên một số màu để tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho tất cả mọi người ha. Em đầu tiên là em màu trắng này, tiếp theo là màu xám tím đang rất là hot ha. Và tiếp theo nữa là màu xanh đen nhám nha cả nhà. Đều là màu sơn 3D do cửa hàng bên Trinh up lên hết. Đối với dòng AB 125 thì bên em hiện tại đang bán ra với giá là từ 39 triệu. Và nếu mà mua góp ấy, thì chỉ cần chuẩn bị cho Trinh từ 4 triệu được rồi ha. Rồi tiếp theo là dòng Vario 125 ha. Đây, Vario 125 là bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo về ha. Thì ở đây bên Trinh có trưng 3 em màu sơn 3D và một em màu zin màu đỏ ha cả nhà. Thì hiện tại Vario 125 thì bên Trinh cũng bán ra với giá là từ 36 triệu 500 ngàn đồng thôi. Mà anh chị mua gốc thì chỉ cần chuẩn bị cho Trinh tầm khoảng từ 3-4 triệu là lấy xe về rồi ha. Đủ 18 tuổi có căn cước công dân là được nha. Đây màu rất là đẹp nha. Tất cả các màu sơn bên Trinh đều được bảo hành và sẽ đổi màu cả về hợp lệ để cả nhà chạy ha. Rồi tiếp theo đó chính là dòng xe tay ga quốc dân được rất là nhiều chị em phụ nữ yêu thích, đó chính là dòng Vision. Hiện tại thì ở showroom bên Trinh đang lên khá là nhiều màu đẹp của dòng xe Vision nha cả nhà. Em đầu tiên là em màu trắng hồng này. Đây, bản này thì rất là nhiều chị thích nè cả nhà, màu rất là đẹp ha. Tiếp theo là bản hồng full ha, bản hồng rất là cute dễ thương ha cả nhà. Đây, rồi. Tiếp theo là bản màu xanh tím. Cả nhà hay thấy là lên xám tím nhiều thì ở đây bên Trinh có thay đổi một chút xíu là nền xanh và thêm chút ánh tím ha. Rồi tiếp theo là màu đỏ trắng nha cả nhà. Rồi xanh trắng này. Rồi ở đây thì Trinh có một màu xanh cũng rất là đẹp luôn, rất là lạ ha, kết hợp với màu đen này nha cả nhà. Đối với dòng xe Vision thì bên Trinh hiện tại đang bán ra với giá là từ 31 triệu thôi. Và mấy anh chị mua góp chỉ cần trả trước bên Trinh tầm khoảng từ 3 triệu là lấy xe về rồi nha cả nhà. Cũng rất là đơn giản rồi thôi ha. Đối với ngoài những dòng xe mà Trinh vừa mới quay ra thì Trinh còn có rất là nhiều dòng xe khác nữa. Mấy anh chị muốn quan tâm về xe, muốn tư vấn về xe thì hãy nhanh tay alo và số điện thoại Trinh có ghim dưới màn hình nha. Trinh sẽ hỗ trợ tư vấn. Bên Trinh hiện tại vẫn đang có hỗ trợ ship xe toàn quốc nữa. Mấy anh chị lên cửa hàng mua xe bảo có liên hệ trước với Trinh hoặc là nhắn tin Zalo đặt lịch trước, Trinh sẽ hỗ trợ 2 triệu chi phí xăng xe lại nhé. Và kèm theo rất là nhiều phần quà khuyến mãi ưu đãi nha. Bye bye cả nhà.